Sáng ngày 28 tháng 10, ông Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn huyện này bị ngập sâu vì đợt mưa xối xả kéo dài từ đêm đến sáng cùng ngày. Theo đó, khu vực ngập sâu nhất là các xã Liên Thủy, Mỹ Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, vốn nằm ven sông Kiến Giang nên nước ngập sâu từ nửa đêm. Xã Liên Thủy là nơi bị ngập sâu nhiều nhất khi có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập đến hơn 2 mét. Công an huyện Lệ Thủy cho biết, cano của đơn vị đã hoạt động suốt đêm để hỗ trợ các trường hợp người già, neo đơn cần trợ giúp. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình, Lệ Thủy là nơi có lượng mưa lớn nhất tỉnh, đặc biệt là vùng thượng nguồn nên nước sông Kiến Giang lên nhanh. Một số xã của huyện Quảng Ninh sát huyện Lệ Thủy cũng bị ngập sâu. Lực lượng cứu hộ của huyện này cũng đã tiếp cận kịp thời để hỗ trợ. Đến sáng ngày 28 tháng 10, mưa tại Lệ Thủy đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nước sông Kiến Giang vẫn đang ở mức cao và những khu dân cư vẫn còn ngập sâu trong lũ.